Tấn Phước và Thanh Vy xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình chiều nay sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bé trai 5 tuổi hoại tử niêm mạc do pin điện tử rơi vào mũi. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tránh cho trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ, các đồ chơi có thể tháo rời. Nhộn nhịp thị trường đồ trang trí Halloween với nhiều sản phẩm phong phú và ấn tượng. Mô hình trồng rau thủy canh ở thành phố Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bắt hai nghi phạm đánh chết người ở Bình Dương rồi trốn ra Phú Quốc. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khởi tố mẹ chồng và con dâu về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hòn Sơn với nét đẹp hùng vĩ của núi rừng cùng những bãi biển thơ mộng là điểm đến thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Chương trình bắt đầu với thông tin về giao thông. Một lãnh đạo công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này đang làm việc lấy lời khai tài xế Lê Xuân Dũng, sinh năm 1970, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để làm rõ vụ tai nạn chết người ở quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Phụ Đức, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. Trước đó, người dân địa phương phát hiện bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Phụ Đức, có một thi thể đàn ông nghi bị xe cán. Người dân liền báo cho lực lượng chức năng để kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông PTH, sinh năm 1974 ở khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn. Lần theo các manh mối, chứng cứ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được ông H bị ô tô khách biển số 51B22066 do tài xế Lê Xuân Dũng điều khiển chạy hướng Nam Bắc, tông khi nạn nhân đang ngồi bên đường. Sau thời gian truy xét, cảnh sát đã tạm giữ phương tiện gây tai nạn cùng tài xế Dũng tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Tai nạn thương tích do trẻ bị dị vật trơn vào mũi miệng vẫn thường xảy ra. Các bậc phụ huynh nên hết sức cẩn thận, đề phòng khi trông chừng con nhỏ. Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị, cấp cứu trường hợp bé trai 5 tuổi bị pin điện tử rơi vào hốc mũi trái, gây quỷ sụng vách ngăn, niêm mạc bị hoại tử. Cụ thể, bé trai 5 tuổi bị chảy máu ở mũi trái, tái lại nhiều lần trong 3 ngày. Gia đình chỉ tìm cách cầm máu, không đưa đi bệnh viện vì không biết mũi bé có dị vật. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật hình trụ tròn, nghi ngờ là viên pin điện tử bên hốc mũi trái bé trai. Sau đó, bệnh nhi được xác định bị quỷ sụn vách ngăn, niêm mạc bị hoại tử. Các bác sĩ đã xử lý sạch mô hoại tử, bơm rửa mũi, lấy pin ra khỏi mũi cháu bé. Dù đã được lấy dị vật, nhưng theo các bác sĩ, việc thủng vách ngăn là di chứng suốt đời không thể phục hồi, nên sẽ ảnh hưởng đến tình trạng thông khí, viêm mũi xoang sau này của bé. Theo lãnh đạo Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh, những dị vật ở mũi và họng để lại những biến chứng nặng, đồng thời cách xử lý cũng hết sức phức tạp. Do vậy, phụ huynh cần tránh cho trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ nhọn, các đồ chơi có thể tháo rời. Khi có dấu hiệu nghi ngờ trẻ có dị vật bỏ quên ở mũi, chảy nước mũi một bên, chảy máu mũi kèm mùi hôi, khi thở có âm thanh lạ, cần đưa đến bệnh viện để kiểm tra ngay. Những năm gần đây, lễ hội hóa trang Halloween được nhiều người Việt Nam đón nhận và hưởng ứng. Vì thế, thị trường sản phẩm đồ chơi, phụ kiện trang trí hóa trang ngày càng trở nên sôi động hơn. Và sau đây, chúng ta hãy cùng dạo quanh một số cửa hàng bán trang phục hóa trang, đồ trang trí Halloween tại thành phố Hồ Chí Minh để xem không khí mua sắm như thế nào nhé. Đi dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, các cửa hàng đã bày bán rất nhiều mặt hàng phục vụ lễ hội Halloween, từ trang phục hóa trang đến đồ trang trí và đồ chơi. Các sản phẩm vô cùng phong phú và ấn tượng. Những loại đồ chơi có giá bình dân như mặt nạ phù thủy, đồ hóa trang dao động từ 120.000 đồng đến 500.000 đồng, nón phù thủy, kính phù phép có giá từ 80.000 đồng đến 200.000 đồng. Bên cạnh đó còn có thêm các loại đồ chơi có giá từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng, hay đèn lồng bí ngô đủ sắc màu từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng một chiếc.
Nhiều bậc phụ huynh cho biết không ưu tiên các sản phẩm gây sợ hãi mà chỉ chọn những đồ chơi đơn giản cho con em với mục đích giải trí, tạo không khí vui vẻ trong dịp lễ Halloween năm nay. Hiện nay, các cơ sở chế biến khô cá lóc ở Làng Khô, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp tăng cường thu mua cá lóc nguyên liệu để làm khô. Giá cá lóc nguyên liệu giảm, giá cá khô cũng giảm theo, nhờ vậy sức mua tăng lên. Làng nghề làm khô cá lóc ở xã Phú Thọ hiện có hơn 50 cơ sở nuôi cá lóc và chế biến khô cá lóc, cá sặc bổi, cá chốt, cung ứng cho thị trường. Thời điểm này, giá cá lóc nguyên liệu mua vào từ 32.000 đến 35.000 đồng một ký, giảm so với một tuần trước từ 15.000 đến 18.000 đồng một ký. Bình quân khoảng 4 ký cá lóc nguyên liệu sau khi chế biến phơi 3 nắng sẽ cho ra thành phẩm 1 ký khô cá lóc. Mỗi ký khô cá lóc phơi đủ 3 nắng hiện bán khoảng 165.000 đồng một ký, còn khô cá lóc phơi 2 nắng có giá 140.000 đồng một ký. Khô cá lóc phơi một nắng có giá 110.000 đồng một ký. Chủ một cơ sở chế biến khô cá lóc cho biết, thời điểm này trước đây bình quân mỗi ngày cơ sở bán ra từ 70 đến 100 ký khô cá lóc thành phẩm. Lúc cao điểm cơ sở bán từ 150 ký khô cá các loại trở lên, nhưng hơn một tuần nay do giá bán giảm nên sức mua khô cá lóc thành phẩm tăng cao. Cơ sở cũng đang tăng cường thu mua cá lóc nguyên liệu, chế biến sản phẩm khô cá lóc để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Mong muốn đem kinh nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao tại Hàn Quốc về Việt Nam, anh Đặng Hữu Nhu đã trồng thành công rau thủy canh tại thành phố Hồ Chí Minh. Từng có thời gian xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, anh Đặng Hữu Nhu, 40 tuổi, ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm về mô hình làm nông nghiệp công nghệ cao. Với mong muốn mang những kỹ thuật học được về Việt Nam, anh Nhu quyết định cùng vợ khởi nghiệp mô hình trồng các loại rau thủy canh. Với quỹ đất ít ỏi giữa lòng thành phố, anh Nhu đã tận dụng phương pháp trồng thủy canh tưới nhỏ giọt tự động. Hệ thống thủy canh hồi lưu được cài đặt và vận hành tự động theo giờ, có thể tiết kiệm được nhân công và thời gian làm việc, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với diện tích 250 m² đất, trung bình mỗi ngày gia đình anh Nhu thu về 20 kg rau, một tháng cung cấp ra thị trường khoảng 450 kg rau sạch. Mỗi năm anh thu nhập hàng trăm triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí. Trồng mô hình thủy canh trong nhà kính thì nó năng suất nó cao, nó không có bị sâu bệnh, nó mình duy trì được cái sản lượng liên tục. Còn so với trồng dưới đất thì cái sản lượng trồng trên mô hình thủy canh hồi lưu thì nó đạt hơn. Bây giờ nhưng mà mình cái quỹ đất mình không có thì mình phải trồng theo cái mô hình này. Theo anh Nhu, với cách làm nông nghiệp công nghệ cao sẽ mang lại năng suất cao hơn, rau ít sâu bệnh, nấm khuẩn. Người trồng rau có thể chủ động kiểm soát lượng dinh dưỡng được đưa vào rau. Sau khi thu hoạch, rau sẽ không bị dính đất, chỉ cần rửa lại với nước là có thể đem bán. Hiện tại anh Nhu trồng thử nghiệm thêm loại bí sợi mì tại vườn. Anh cho biết do thấy nhiều bạn trẻ ưa thích và tìm mua nên trồng thử nghiệm, nếu đạt hiệu quả sẽ nhân rộng mô hình này. Khai thác hải sản trên biển thường tiềm ẩn những rủi ro, do đó hình thức khai thác theo tổ đội đã không chỉ góp phần tích cực trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong đánh bắt, mà còn giúp ngư dân có thể kịp thời hỗ trợ lẫn nhau khi có sự cố trên biển, ghi nhận tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. Đây là hai chiếc tàu cuối cùng thuộc tổ đội đoàn kết có số lượng 10 chiếc ra khơi sau thời gian vào bờ tránh trú áp thấp nhiệt đới. Khi biết được thông tin về ngư trường khai thác của tổ đội, hai chủ tàu này đã lấy thêm lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết để tiếp tế thêm cho các tàu thành viên. Có cái gì giúp được cái này? Ví dụ như họ bị là mình phải trả tới. Mặc dù trong thời gian qua có không ít vụ tai nạn trên biển, tuy nhiên thiệt hại về người và tài sản được giảm đáng kể nhờ các tàu hoạt động theo tổ đội. Mô hình này đã và đang được nhân rộng tại hầu hết các địa phương có biển, mang lại kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt là trong mùa mưa bão như hiện nay. Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin vừa phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang tiến hành bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ một nam thanh niên bị sát hại tại công viên Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào rạng sáng ngày 18 tháng 10. Hai nghi phạm bị bắt giữ gồm Dương Ngọc Sơn Dinh, sinh năm 1997, quê tỉnh Kiên Giang và Trần Nguyễn Trà Mỹ, sinh năm 1997, quê tỉnh Bình Dương. Hai đối tượng trên bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bước đầu, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội với anh B.A.L, 23 tuổi, quê tỉnh Kon Tum, nên hẹn gặp nhau để giải quyết và dùng búa tấn công nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự một học sinh nam, sinh năm 2009, học lớp 7, trú tại xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, để điều tra về hành vi giết người. Trưa ngày 25 tháng 10, do mâu thuẫn trong lúc chơi bi-a tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, giữa hai nhóm thiếu niên đã xảy ra xô xát đánh nhau. Thiếu niên 14 tuổi đã dùng dao tấn công đối phương, khiến nạn nhân bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Tuy nhiên, đến 15 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Liên, 52 tuổi, ở xã Quạt Giang, huyện Hà Trung, và Nguyễn Thị Thảo, 29 tuổi, ở phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, đều tỉnh Thanh Hóa, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo điều tra ban đầu, thời gian qua bị can Trương Thị Liên cùng với con dâu là Nguyễn Thị Thảo mua nhiều loại hàng hóa khác nhau, giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, nhưng không được các chủ sở hữu hàng hóa bị giả mạo nhãn hiệu ủy quyền hoặc cho phép sử dụng nhãn hiệu trên thị trường Việt Nam. Với 54 chủng loại hàng hóa giả mạo, gồm 13.370 sản phẩm, tổng số tiền hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hơn 970 triệu đồng, nhằm mục đích mua đi bán lại, trục lợi bất chính. Sau khi có hàng hóa giả mạo, bị can Nguyễn Thị Thảo là người trực tiếp livestream bán hàng trên trang Facebook cá nhân, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang tiếp tục điều tra vụ án. Thưa quý vị, những cảnh quay tuyệt đẹp tại rừng tràm Trà Sư hiện lên trong bộ phim điện ảnh Đất rừng phương Nam đã khiến không ít người thích thú. Sau hơn một năm đóng máy, một phần bối cảnh của phim được dùng làm điểm tham quan. Sau khi bộ phim được công chiếu, đã có nhiều du khách tìm về An Giang để tham quan rừng tràm Trà Sư. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về điểm đến thú vị này qua ghi nhận của chương trình. Rừng tràm Trà Sư được chọn là bối cảnh phục dựng khu chợ nổi miền Tây trong bộ phim điện ảnh Đất rừng phương Nam. Tận dụng một phần cảnh quan sẵn có, đoàn phim dựng thêm khu chợ, hàng quán, cửa tiệm dọc hai bên bờ cùng hàng chục ghe thuyền buôn bán trên sông. Với diện tích 845 hectare, một phần bên ngoài của rừng tràm được khai thác du lịch từ năm 2017. Thảm thực vật nơi đây đa dạng, với cây tràm, lục bình, hoa dừa cạn, hoa dừa nước, sen, dương sỉ. Đất lành chim đậu, rừng là nơi trú ngụ của 70 loài chim, cò và 40 loài cá. Buổi chiều mỗi ngày, cò, dạt, trích cồ, tấp nập bay về. Thăm Trà Sư, du khách có hai lựa chọn là xuồng máy hoặc xuồng chèo tay với giá vé là 50.000 đồng một khách. Việc một bộ phim điện ảnh xây dựng phim trường và thực hiện quay phim tại đây được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách trong thời gian tới. Hòn Sơn cách thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang khoảng 60 km về phía Tây, với tổng diện tích khoảng 11,5 km2. Hòn Sơn có 7 đỉnh núi và được bao quanh bởi biển xanh rộng lớn. Hòn Sơn vừa mang nét đẹp hùng vĩ của núi rừng, vừa mang nét đẹp êm đềm với những bãi biển thơ mộng. Vì vậy mà nơi đây thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan vào mỗi dịp cuối tuần. Hòn Sơn, hay còn gọi là Hòn Sơn Rái, nằm giữa xã đảo Hòn Tre và quần đảo Nam Du. Năm 1983, tách ra từ xã Lại Sơn của huyện An Biên, hòn này có tên Lại Sơn, là một xã đảo thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Nét hấp dẫn thu hút du khách tìm đến Hòn Sơn chính nhờ cảnh quan thiên nhiên quang sơ, môi trường trong lành, hải sản còn nguyên hương vị biển tươi ngon. Cùng với đó là những bãi biển đẹp với cát vàng, cát trắng hòa quyện trong làn nước xanh trong như bãi Nhà, bãi Xếp, bãi Bàn, bãi Bộ, bãi Bất, bãi Giếng, bãi Thiên Tuế. Cảnh đẹp Hòn Sơn còn có đường quanh đảo và xuyên đảo, suối nước, cầu cảng bãi Nhà và bãi Bất, đỉnh núi Ma Thiên Lãnh cao nhất Hòn Sơn, đỉnh Ông Rồng, đá Bàn. Từ năm 2016, điện lưới quốc gia về với Hòn Sơn, nơi đây trở nên sôi động hơn theo bước chân du khách. Mỗi chiều về, cư dân làng biển nhộn nhịp gánh lưới, nhịp sóng du dày với những mẻ cá đầy. Và cả những niềm háo hức của du khách gần xa chờ lọc biển. Niềm vui ấy mang đến cho Hòn Sơn một nét đẹp riêng độc đáo, một Hòn Sơn nguyên sơ, tiềm năng, chờ ngày cất cánh.